Hôm nay em đi rừng nhé, đào cái củ thục rung rung cho bác nhé. Đây, cây gai này. Đào cho khách theo yêu cầu khách. Đây, trong nó đỏ lừ này. Cây này nhá, chứa bệnh xương khớp với lại bệnh cương dương nhá. Ngâm rượu uống vào là cứng luôn này. Nó lông lông luôn các bác. Củ bé. Đất đá này nó củ bé mới đẹp. Đất đá. Củ này nó già nên nó bé các bác. Gốc kìa. Đấy, củ đỏ này. Đây, đây, đây. Đây, củ đây, đây. Đây, củ đây. Đây, đây, đây. Thôi. Rừng luôn, khóm kia. Đẹp. Đây, khóm đây. Quay gần cho các bác xem nhá. Trên rừng đấy nhá. Không phải trồng đâu nhá. Đây. Củ đây. Đỏ lừ, đỏ rực đẹp không các bác? Đây, đây, củ đây. Gai đây. Nhục mẹ ra hết rồi. Đây nhá. Đây nhá, lá nó đây nhá các bác nhá. Đây nhá. Cái bác nào có nhu cầu nhé, cứ liên hệ em nhé. Rừng rậm rạp lắm các bác ạ. Đây, nó ra tít đây mẹ ơi. Đây. Các bác cần gì cứ liên hệ em nhé. Số điện thoại đường link góc YouTube nhé.